Trước ngày hội tổng quân, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Bàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình tân binh để họ yên tâm lên đường nhập ngũ, ghi nhận tại xã Khánh Yên Hạ. Những ngày qua, nhận giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, anh Hoàng Văn Tử ở thôn Sung vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì được trở thành bộ đội Cụ Hồ, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lo bởi bản thân là lao động chính trong gia đình. Khi vào bộ đội rồi, bố mẹ ở nhà sẽ phải vất vả hơn. Nắm bắt được hoàn cảnh tâm tư của anh Tự, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Yên Hạ đã phối hợp với các đoàn thể huy động đóng góp được trên 5 triệu đồng giúp gia đình xây một số công trình phụ theo đúng dự định của anh. Trước khi nhập ngũ thì các ban ngành đoàn thể xã có hỗ trợ xây nhà vệ sinh các thứ thì em yên tâm hơn. Em sẵn sàng lên đường nhập ngũ rồi, sẵn sàng làm bộ đội Cụ Hồ. Các cháu cũng lo lắng cho gia đình và cái nọ cái kia, xong nhà nước cũng quan tâm nữa thì bảo làm cái nhà vệ sinh ủng hộ cho tí thì cháu cũng bảo làm đi thì cho các con đi lính bộ đội đi để các con yên tâm. Đợt tuyển quân này, xã Khánh Yên Hạ có 6 công dân trúng tuyển. Đảng ủy xã đã chỉ đạo các ngành đoàn thể vận động hội viên ủng hộ tặng quà, tổ chức gặp mặt động viên trước khi tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Cùng với đó, giúp đỡ xây dựng các công trình phần việc nhỏ cho những gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn. Thì đối với hội phụ nữ xã và các đoàn thể là thường là hỗ trợ cho những tân binh lên đường nhập ngũ và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì riêng năm 2022 thì là có 4 tân binh chính thức và 2 tân binh dự bị. Trong cái hoạt động thì cũng vận động, cũng tặng quà cho cả 6 tân binh. Hỗ trợ thì là mỗi đoàn thể là 1 triệu đồng cho gia đình là của tân binh là Hoàng Văn Tự ở thôn Sung 2. Những phần quà động viên, những việc làm thiết thực giúp đỡ các gia đình tân binh trước ngày hội tổng quân chính là nguồn động viên lớn nhất giúp các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ, cống hiến sức trẻ, trí tuệ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.